Xin chào mọi người, bữa nay bé Vinh sẽ chơi trò chơi là láo lắp ráp xe. Đó, mọi người thấy chưa, bé Vinh đang tháo chiếc xe ra. Ngày đầu tiên cha đang chơi, rồi cha đông tháo đi, rồi cha dùng một tay ra hấu đi, rồi cha dùng cái này để đưa để cho nó làm xuống, rồi cha nó hấu ra đi. Được rồi, cha cũng tháo. Nhưng mà là lấy ra rồi. Cha cũng tháo luôn đây này. Nó tháo một cái là cho khỏe luôn á. Rồi. Mọi người thấy Vinh đang tháo xe chuyên nghiệp chưa? Bé Vinh tháo rồi, bé Vinh ship ngay rất là ngay ngắn gọn gàng luôn đó. Hai màu đỏ, màu đen. Ngay cái đúng màu. Mở. Rồi. Trời, bé Vinh rất là nhanh, bé Vinh tháo nhanh quá. Đó, mọi người thấy bé Vinh tháo nhanh chưa? Rồi, bé Vinh để đây. Nút màu đỏ, rồi. Một kem. Hồi mình làm một kem, cái là màu đỏ nè. Tháo được cái gì đây à? Cha có một tay à, cha đâu có tháo được. À, cái con này cho cái con tới quay con, cái đó con quay cha nha. À, chúng con có thể quay cha được quá. Vậy đó hả? Dạ, cha chỉ biết nghĩ bất kỳ ở dưới mắt tính của con nha cha. Hãy Vinh xong rồi Vinh giúp cha tháo giùm cha luôn đi. Thôi, từ con tới con quay cha là cha cũng phải làm chứ. Xong. Xong rồi. Xong rồi chưa? Rồi tới được con quay cha đó. Được rồi, giờ Vinh quay cha nha. Ok, thì làm cái này, mấy cái này đi, giờ con quay cha đó. Rồi, các bạn có thấy cha đang làm gì không? Đang là một trang ráp một chiếc xe. Tiên tiên là con đang hấu rồi. Rồi xong cái đầu tiên con với cha thi đua rồi em hắn sẽ được hưởng một con khủng long này giống như con nè. Đó, con là nó đau. Cắn cà cào 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 c